Nhiều năm qua, quận 4 đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các hộ dân sinh sống tại đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4. Căn nhà số 190 Hoàng Diệu, ngang chỉ khoảng 2,6m, dài 10m, là nơi bà Tê nuôi đến 79 con chó, trước đó là 82 con, khiến nhiều người bức xúc. Theo người dân xung quanh phản ánh, hộ bà Tê còn thách thức các hàng xóm khiếu kiện khi được góp ý về việc nuôi chó gây ô nhiễm. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân quận 4 lý giải, sở dĩ chưa giải quyết triệt để được tình trạng trên do hiện nay chưa có quy định cụ thể về điều kiện nuôi chó và số lượng vật nuôi, thú cảnh của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong khu dân cư. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân quận 4 đã kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hỗ trợ cách xử lý phù hợp. Trường hợp không có quy định cụ thể, quận 4 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên